ơi 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 ơi. Ok, chào mừng các anh em đã trở lại với kênh của Hiếu Chuột Vlog nha. Thì hôm nay thì Hiếu tiếp tục ra clip với nhà. Thì bao ngày qua mưa bão cho nên Hiếu không có đi làm cái gì được đó nha. Ở nhà không ai nằm chung mệt luôn. Thì hiện giờ thì bên Hiếu cũng đang mưa nha. Thì mở đầu video đó, Hiếu xin gửi lời chúc sức khỏe anh cô dì, chú bác làm sao và các anh em đồng nghiệp luôn luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình nha. Đây. Thì mới chiều thôi thì Hiếu cũng chân quỷ thôi, em thấy là Hiếu ha, làm gì nha, chuẩn bị cần câu thì cũng mới mua gì thôi nha cả nhà, mua câu chợ 100 cần đó, thấy gì là phải đầu tư nữa đó cả nhà. Mưa gió này nói chung là cũng vốn rồi đầu tư cũng khó khăn lắm nha cả nhà. Cố gắng đầu tư nè, không biết như thế nào nữa. Thì giờ cá câu ở dưới kinh giờ thì nói chung là khu vực Hiếu rồi cũng hơi hiếm nữa. Bây giờ thấy không, mưa rồi. Trầm trề đâu, mưa tới mà nó lên sình luôn nữa nha. Vậy đó, mà đâu có đi mà quay bắt chuột hay là bắt ong mà được, không có mặt luôn. Cho nên thì Hiếu làm cái clip đi cắm câu cá. Không biết như thế nào nữa, tại vì máy quay dưới ban đêm á, không có đèn LED hỗ trợ nữa. Biết như thế nào thì tối Hiếu sẽ review cho nhà xem nha. Thì tôi chú bác nào đến với đường YouTube của Hiếu á, thì chưa có đăng ký kênh, nhớ cho Hiếu xin một like, một lượt đăng ký nha, để Hiếu có động lực làm những cái clip tiếp theo. Giờ thì mời cả nhà cùng theo dõi Hiếu đi cắm câu cá như thế nào nha. Ok, ok anh em. Nãy giờ thì Hiếu ra chuẩn bị ra tới ngoài đồng cắm rồi nha, ra tới sông rồi nha. Đó. Thì biết quay được hay không nữa nè cả nhà. Trời thì âm u nữa rồi. Đó, kinh này nước đang nước xuống nữa nè, cắm mồi treo mà kiểu nước xuống như thế này chắc thất thu nữa quá. Đó. Giờ thì Hiếu sẽ cắm nữa nha. Cũng khó cắm à. Trời mưa tối ngày cho nó bò trong nước luôn đi. Nước cạn nữa nè, hồi nước cạn á. Nước này đang rút xuống nè. Cắm như vậy nha. Em trai kìa đang cắm một kia kìa. Đi kìa. Hai anh em đi cắm vậy nè. Đừng đàn. Rồi, tới rồi. Nè, mưa. Mưa rước. Đó. Tôi kìa thấy. Tôi ngã đâu. Mưa tới nữa rồi. Thank you.
đá không à bên đây. Trời mưa nữa anh em ơi. Nói chung mùa này muốn đi quay clip, muốn làm cái một cái video cũng thật là trang gian ngang lắm anh em. Mưa tới. Ê. Thế nào? Đất đá cặp mé này người ta làm đường đan á, cho nên đá không. Vô cái chư gái anh rồi. Em trai em cắm ngoài kia rồi. Trời mưa nha, cho nên là Hiếu úp video ở nhà. Hồi nữa có đi thăm thì Hiếu sẽ review vô nhà xem. Ok, chào cái nhà luôn nha. Thì trời cũng tối rồi nha, mà nay cắm câu không hơn mấy rồi, nước cạn cho nên là Hiếu đi đi cuốn luôn. Cây đầu tiên này còn ngái đỏ. Nói chung là ông có để tới sáng luôn nha. Cây đầu tiên này chút bớt rồi, để tới sáng cũng vậy nha. Nước tại nó không có ấy đó nha, nước đứng rồi cắm ngon mà nước kiểu này chắc thua cả nhà ơi. Đây thứ hai chút bước còn mồi luôn. Đây trời mưa này nước ta xả trống cái thì thua, khó cắm lắm. Em kêu đi đi cuốn luôn anh em. À, đi cuốn hết rồi, chán quá cả nhà. Chán meo luôn á. Đây cái nhà ơi, nãy giờ thì Hiếu cuốn hết chắc trở trên 30 cây gì, có 40 cây cần mới dính được con nữa nè. Thấy dấu quẹo quẹo nè, không biết con cá gì bự luôn. Trời ơi cái lốc nhỏ gì mà cũng bự trọng con. Chán lắm á nha. Nói chung là cắm câu với quê mà Hiếu này cá cũng ít tới nha, trọng trọng mà. À, Hiếu gỡ ra nha. Nãy giờ đừng con quay cho nó có clip mấy hồi có con nào nữa không, hay là con này thôi hết chứ. Đây cái nhà, thì nãy cây kia nãy dính, giờ ở cái cây cái bên luôn nha, đang dính nè. Nó làm đùng đùng cho giống cả đi đúng không? À, cá nằm. Cá nằm trên cảng gì đúng không nhỉ? Cá bờ luôn nè.
dưới cây là mình tháo từ mới được cái nhà. Cháo cháo nó bị rồi nên trọng trọng luôn. Tiếp rồi. Kêu này. Dạ, bắt cá trước đi để xoay ruột uổng lắm á. Ê ơi, dưới cỏ nè. Dạ. Nói chung hiếm mới đựng con làm ruột nữa cái anh luôn à. Dạ, con này trọng hơn con nãy nha. Dạ. Cái lưỡi này cũng bén ra. Dạ Hiếu gỡ nha, tại vì quay không có cái đồ gắn camera trước á, thì Hiếu đội đèn nữa rồi cho nên là không có đội camera lên đầu được nữa, khó quá. Rồi Hiếu úp nè, chừng nào mà tới cây nào ấy nữa Hiếu sẽ review cho nhà xem nè. Đây nè, lùm em nữa nha. Cá không được bự trọng trọng nè. Con thứ ba chán quá. Nói chung là kiếm đồ ăn là được chứ mà kiếm cá mà để mà bán thì cũng hơi hiếm nữa nha. Chừng thì ở dưới quê giờ cá này nọ nó cũng hiếm tùy theo khu vực, nhiều khi khu vực anh em càng cá nhiều còn khu vực của Hiếu thì cũng hết. Cá này nãy giờ ba con không có con nào cũng lồi kìa, trọng trọng con nãy nhỏ nhất, hai con kia này bự hơn này chút, con này nhỏ thì như vậy đó cái nhà không có nhiều này. Cá bây giờ thì cũng hết có xưa cắm đồ cá rồi nó nhiều lắm đó nha. Hứa sẽ gỡ cá nữa nha. Cái lưỡi câu này mới mua nhưng mà lưỡi này tốt kia luôn, bén bén á, cá dính ít có sảy. Là muốn review đi cắm câu cá mà dạng được trúng mánh rồi ngon, không có gì ít xịu. Trời ơi, cây này gần này còn này xuyên để tới sáng cũng được, mà làm biến quá tới sáng. Sáng con đi làm cũng việc khác nữa, nếu dính nhiều thì mình để được để sáng cũng được con hay con chứ không có còn biếm nước nữa, không có đứng nước lên nước xuống nữa nha. Khu vực này toàn chó quá trời, sùng sùng đây còn nữa nè. Đây cái nhà ơi, đây mới phát hiện dính thêm một con nữa nè. Cá gì đây không biết nè. Ê chê hôm ơi, cầm máy qua giùm anh nha. Chê cái ngát vậy. Cái bụng bự gì. Bây giờ được bàn góc con cái chê đó. Gần hết trần luôn rồi, đâu rồi. Chị anh còn bấm một màn hình sáng, thấy không, thấy sáng không? Thôi à,
Này dính cần câu à, bà ơi. Này dính cần câu nè. Dính dế. Thất thủ quá anh em ơi. Thất bại rồi anh em ơi. Đây dính dế. Đây nhà thì nãy giờ thì Hiếu cũng đi thăm gì nữa nha. Ba con cá lóc đi cái chè. Cá ít xíu. Giờ thì Hiếu úp hết ở đây luôn nha. Mua nhà xe cũng thông cảm nha. Cái cũng không có cá nhiều nữa nha. Thì Hiếu cuốn gì luôn. Ngày mai làm công việc khác tiếp. Bữa nào trời không có mưa thì Hiếu sẽ đi cắm cho nó gọn hơn. Nay trời mưa cũng khó khăn lắm anh em. Thì Hiếu xin úp video. Bye bye nha.